các bạn của Diamond ơi, Happy Valentine's Day. Có một món quà tặng cho các bạn đây. Cái gì đây? Ai muốn vòng một đẹp không? Đây. Bự, một ngày xoa hai lần nha. Và thêm một cái nữa. Uống cái này nha, một ngày một bịch nha. Bự. Good luck nha, Happy Valentine's Day. Chúc vui vẻ.